Xin chào tất cả các bạn. Hello. Đã quay trở lại với phiên live 24 giờ của Hoa Văn Cô Sương Mai. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái phần rất là thú vị, đó chính là review các cái trường đại học của các cái bạn đang có mặt ở đây. Thì như vừa nãy, nếu mà các bạn có theo dõi ở trên phở gà thì chúng mình có đăng những cái trường của các bạn rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào từng trường để mà các bạn có thể review nha. Thì bạn đầu tiên xin giới thiệu bạn Uyên đến từ trường nào? Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hello mọi người, mình là Thu Uyên. Mình đang là sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, và ngành học của mình là truyền thông marketing. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu mình sẽ chia sẻ một số trải nghiệm cá nhân của mình sau quá trình mình học 2 năm ở trường, và rất mong rằng những cái thông tin này có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn lựa chọn nguyện vọng thi 2024 này nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ trước, sau đó nếu như có câu hỏi nào thì các bạn hãy comment để mình sẽ trả lời luôn. Đầu tiên thì mình đang học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là một ngôi trường đào tạo về truyền thông tại Việt Nam. Học viện Báo chí và Tuyên truyền dưới góc nhìn cá nhân của mình thì sẽ có một số ưu điểm và nhược điểm như sau. Đầu tiên là về ưu điểm, không biết là có bạn nào biết về Học viện Báo chí và Tuyên truyền không, thì trường cũng khá là nổi tiếng về việc đào tạo truyền thông cho các bạn là sinh viên. Và các giảng viên ở trường thì thường là các thầy cô khá là trẻ trung, có cách dạy rất là thoải mái, và thầy cô cũng đã đi thực tế rất là nhiều rồi. Thế nên là cái cách truyền đạt của thầy cô cũng truyền đạt những cái thông tin thực tế nhất cho chúng mình. Bên cạnh đó thì có một số thầy cô là làm việc tại một số agency chuyên về truyền thông luôn, thế nên là chúng mình có thể hoàn toàn yên tâm về những cái kiến thức truyền thông chúng mình nhận được. Thứ hai là về các hoạt động tại trường, thì Học viện Báo chí và Tuyên truyền có một cái tên khác, đó là Trung tâm Tổ chức Sự kiện Cầu Giấy. Đó là một nơi mà một năm sẽ tổ chức khá là nhiều sự kiện, và chủ yếu là sự kiện chào tân, thường là vào tháng 10. Và trong cái thời gian đó thì chúng mình sẽ được các anh chị khóa trước thì sẽ chạy sự kiện rất là nhiều deadline, và học hỏi rất nhiều từ việc tổ chức sự kiện hay là chạy truyền thông ở trên page, đối ngoại, rồi làm tất cả mọi thứ để có thể tạo được những cái chương trình sự kiện chuyên nghiệp nhất có thể. Và thường thì đều là các sự kiện chào tân của trường rất là lớn, và có mời các nghệ sĩ đến để cho chúng mình có thời gian vui chơi rất là vui vào đầu năm cho các bạn năm nhất. Tiếp đến là các câu lạc bộ, thì Học viện Báo chí và Tuyên truyền có một câu lạc bộ, có một đội khá là nổi tiếng trong trường, đó là đội văn nghệ xung kích. Và đây là một đội lớn với rất là nhiều các tiểu đội nhỏ ở dưới, như là tiểu đội nhảy, tổ chức sự kiện này, múa này, rồi có cả câu lạc bộ MC thuộc đội này nữa. Thì đó đều là những cái nơi mà các bạn có thể đến và tham gia về casting, rồi học hỏi rất nhiều kỹ năng từ các anh chị. Các bạn yên tâm là vào đó các bạn sẽ được thực hành rất là nhiều, có rất là nhiều deadline, nhưng mà cũng sẽ học được rất là nhiều từ các anh chị. Ok, còn được không ta? Đấy là về ưu điểm. Bây giờ sẽ là về một số nhược điểm mà mình có thể nhận thấy được về Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Và tất nhiên đây là trải nghiệm cá nhân thôi, thế nên là có thể phù hợp với một số bạn, và một số bạn có thể cảm thấy là nó không đúng lắm nha. Đầu tiên đó là về giảng viên của trường. Thì lúc nãy mình còn nói là giảng viên rất là trẻ, rất là giảng dạy thoải mái. Tuy nhiên cũng có một số thầy cô là có phong cách dạy là để cho chúng mình tự học khá là nhiều. Thế nên là với một số bạn, ví dụ như mình đi, có một số môn mình thấy rất là khó để tiếp thu, thế nên là mình sẽ cảm thấy khó khi mà tự học và sẽ phải đi hỏi các thầy cô khá là nhiều. Và đó, mình nghĩ đó cũng là một cái nhược điểm đối với cá nhân mình. Thứ hai đó là về cơ sở vật chất của trường là một thứ mà rất nhiều bạn sinh viên kêu ca, bởi vì trường chưa đáp ứng được đủ nhu cầu vật chất cho các bạn để học tập. Tuy nhiên thì bây giờ các ở trường mình cũng đang có sự gọi là khang trang hơn, khi mà trường đang xây dựng lại hội trường C, là nơi tổ chức tất cả các sự kiện này, rồi tân trang lại thư viện để cho chúng mình đến học này. Thì có thể nói là khi mà các bạn năm thi năm 2024 này vào thì sẽ được trải nghiệm các cơ sở vật chất tốt hơn các anh chị khóa trước một chút xíu. Đúng rồi. Còn một cái nữa đó là về deadline, thì tất nhiên rồi, trường đại học nào cũng rất là nhiều deadline thôi, nhưng mà khi mà chúng mình vào thì chúng mình nếu như không cân nhắc được, không cân bằng được thời gian thì sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Và rồi đau dạ dày các thứ là mới năm nhất năm hai là rất là
Rất là trải nghiệm nhiều đúng không? Đúng rồi, sẽ rất là dễ mắc luôn. Thế nên là chúng mình đang muốn thôi. Nếu như mà mình cố gắng cân bằng được thời gian thì chúng mình sẽ không gặp phải những cái nhược điểm và những cái vấn đề đó, đúng rồi. Và chúng mình sẽ học được rất là nhiều. Đó là chia sẻ của mình về ưu điểm và nhược điểm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nếu như mà có bất kỳ comment nào thì hãy comment cho chúng mình và chúng mình sẽ trả lời thêm cho các bạn. Ok, mấy bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi nào về trường ADC có thể để lại cho Đại Uyên trả lời nhé. Còn tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cặp đôi. Đó, Vivi ở đây rất là tươi. Đó, xin giới thiệu là hai chị Ánh và chị Thủy đến từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hello, xin chào mọi người. Các bạn trong phiên livestream của cô thì cũng đã gặp chị và chị Thủy đúng không? Thì chị xin tự giới thiệu, chị là Ánh và hiện tại chị là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Và đây là bạn đồng hành của chị. Hello tất cả các em, chị tên là Trần Thủy, chị cũng đang là sinh viên năm 4 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Rất vui được đồng hành cùng các bạn trong phiên livestream của Sương Mai ngày hôm nay. Ánh ơi, cậu học ở sư phạm thì cậu có những cái ấn tượng gì với ngôi trường của mình nhỉ? Cậu có thể review cho các bạn được không? Tất nhiên rồi, trường Đại học Sư phạm luôn là một niềm tự hào mà tớ đã gửi gắm 4 năm thanh xuân. Như các bạn đã biết, trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những ngôi trường đại học đào tạo đại học này, sau đại học, nghiên cứu đang ngày chất lượng cao. Và các bạn có thể biết là trong trường sư phạm ấy có cái hội trường 11 tháng 10 rất là lớn đúng không? Và đây cũng chính là con số mà thành lập trường Đại học Sư phạm được thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 1951. Và đến nay trường đã được hơn 70 năm tuổi đời rồi. Và với kim chỉ nam là luôn đào tạo một nguồn lực sinh viên có đủ đức, đủ tài. Và hiện nay trường đã và đang thực hiện lúc nào cũng hướng tới cái giá trị cốt lõi, đó chính là chuẩn mực, sáng tạo và tiên phong. Thật ra thì khi mà đi ngang qua đường Xuân Thủy thì khi mà nhìn vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì chúng ta luôn thấy một cái dòng chữ khá là to trên đầu trường, đó chính rằng là làm thế nào để ngôi trường này không những là ngôi trường sư phạm mà còn là môi trường mô phạm của cả nước. Và chỉ bằng cái dòng chữ ấy thôi thì chúng ta cũng đã biết rằng là cái cốt lõi mà trường chúng ta đang hướng đến là gì. Và thực sự là 4 năm mà mình học tập và làm việc gửi gắm cái thanh xuân ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì mình rất là tự hào, bởi vì đó là một trong những cái trường trọng điểm của ngành giáo dục. Và bạn có cảm thấy như thế không? Tất nhiên rồi, mình rất là tự hào về HNOE của mình. Thủy ơi, đối với cậu thì cái ấn tượng về cái chất lượng cơ sở vật chất của trường mình như thế nào? Thứ nhất ấy, khi mà mình ấn tượng đầu tiên ấy, đó chính là trường mình có một cái ngôi chùa Thánh Chúa ở ngay trong khuôn viên trường, là khuôn viên trường rất là rộng. Ngoài ra thì trường mình có cái gì nữa nhỉ? Có 181 phòng học và tận 36 phòng chức năng. Và mặc dù có cái tuổi đời lớn là 70 năm tuổi, hơn 70 năm tuổi, thế nhưng mà các phòng học luôn được tân trang và được sự quan tâm của Bộ Giáo dục, có phục vụ điều cho sinh viên học tập với các hội trường lớn mà vừa nãy bạn cũng nhắc là hội trường 11 tháng 10. Ngoài ra thì còn có khuôn viên thư viện khá là rộng, lớn hơn 500m² với 4 tầng học với chia ra làm các phòng chức năng. Ngoài ra trường mình cũng có cái sự phát triển về công nghệ thông tin khi mà có trở thành cái nơi mà tổ chức cho các kỳ thi tin học cũng như là tiếng Anh. Đấy là niềm tự hào của về trường của mình. Các bạn ơi, các bạn có thấy là cơ sở vật chất của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. Ai muốn vào HNOE không ạ? Tôi à. Mọi người ơi, vừa rồi thì các bạn có đã được lắng nghe về cơ sở vật chất của trường Đại học Sư phạm Hà Nội đúng không? Vậy các bạn ơi, các bạn có tò mò về cái chất lượng đội ngũ giảng viên của trường hiện nay không? Chị có tò mò không? Rất là tò mò ấy, tại vì khoa mình thì mình đã biết rõ rồi, còn khoa bạn mình không biết lắm. Về chất lượng đội ngũ giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì hiện nay tất cả các giảng viên trong trường hầu như đều là các giáo sư này, phó giáo sư, các nhà nghiên cứu và nhà khoa học. Và các thầy cô có vai trò rất là lớn trong việc biên soạn sách giáo khoa trong chương trình phổ thông và cũng như là tham gia vào việc ra đề thi trong các kỳ thi lớn cấp quốc gia ấy, chị ạ. Mặc dù là giáo viên có tuổi đời đều là những phó giáo sư tiến sĩ như thế, nhưng mà khi mà học tại ngôi trường là sư phạm ngữ văn thì mình thấy các giảng viên rất là tư duy, rất là đổi mới, họ có cái sự tìm hiểu, họ đi giao lưu nước ngoài rất nhiều, và ở đó mình được cái sự mở rộng tư duy nhiều hơn, mình được tham gia cái mới và được triển khai những kỹ năng mềm. Không biết rằng là bạn học sư phạm giáo dục tiểu học ấy, thì nó có những cái điểm đặc biệt nào không? Các bạn ơi, hiện tại thì chị cũng đang là sinh viên năm cuối và sắp tốt nghiệp khoa giáo dục tiểu học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị nghĩ rằng có rất nhiều bạn năm nay sẽ tìm hiểu và mong muốn được trở thành một phần của khoa giáo dục tiểu học đúng không? Thì
Các bạn ơi, khoa giáo dục tiểu học là một trong những cái nôi đầu tiên đào tạo nguồn lực giáo viên tiểu học của cả nước. Và hiện nay, khoa giáo dục tiểu học của chúng mình ấy thì có hai mã ngành là giáo dục tiểu học như mình đang học là giáo dục tiểu học, và còn mã ngành thứ hai là mã ngành giáo dục tiểu học sư phạm tiếng Anh. Thì hiện nay cơ sở vật chất của khoa giáo dục tiểu học ngày càng được phát triển hơn, và trong khuôn viên của trường đại học sư phạm thì khoa của chị là khoa tòa nhà V. Và nếu như có dịp thì các em hãy ghé thăm cái tòa nhà mà chị đang học tập và làm việc các bạn nhé. Ngoài ra thì chị cũng muốn chia sẻ thêm cho các bạn, đó chính là và nếu như chúng ta sau khi học xong 2 năm thì đến năm 3 và năm 4 thì chúng ta sẽ được tham gia vào kỳ kiến tập và kỳ thực tập. Khi mà chúng ta tham gia vào hai kỳ này thì các bạn sẽ được trực tiếp thăm xuống trường, những cái trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội liên kết với khoa. Trong hai cái kỳ kiến tập và kỳ thực tập này thì các bạn sẽ được vừa thực hành các kỹ năng giáo dục này, vừa thực hành các kỹ năng chuyên môn rất là hữu ích trong cái việc mà vừa rèn nghề và vừa rèn những cái kỹ năng khác trong quá trình mà mình sẽ trở thành một người giáo viên tiểu học. Và các bạn ơi, nếu như các bạn được học tập tại khoa giáo dục tiểu học ấy thì sinh viên của khoa rất là năng động, trẻ trung, và hầu như là các bạn sẽ là các bạn nữ nhưng vẫn có các bạn nam, nên là nếu như bạn nam nào có mong muốn được là một thành viên của khoa giáo dục tiểu học thì các bạn có thể tìm hiểu nhé. Chúng ta sẽ được tham gia rất nhiều những cái hoạt động như là rèn luyện ngữ sư phạm này, hay là những cái hoạt động khác của khoa, nên là chị welcome các bạn đến với khoa giáo dục tiểu học. Nghe ngành của bạn thật sự là rất là kiểu đam mê và thích thú muốn vào. Và ngành sư phạm ngữ văn của mình ấy thì nó cũng khá là một cái môi trường mà thành lập cũng ngay từ những ngày đầu thành lập trường rồi. Nếu như mà tuổi đời của sư phạm Hà Nội dài bao nhiêu thì ngành văn cũng dài như thế. Và đối với ngành sư phạm ngữ văn thì các bạn cũng biết rằng là khi mà vào đây thì chắc chắn chúng ta sẽ được trau dồi nhiều hơn về kiến thức ngôn ngữ cũng như là khả năng giảng dạy. Và sau 4 năm mà chúng ta học tập tại trường thì ra trường chúng ta sẽ có tấm bằng cử nhân. Khi mà có tấm bằng cử nhân này thì chúng ta có thể giảng dạy tại các môi trường khác nhau, ví dụ như là các hệ trường từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, các hệ trường chuyên cũng như là các loại hình đào tạo chuyên nghiệp. Và đối với ngành sư phạm ngữ văn thì phía sau khi mà tấm bằng cử nhân xong thì chúng ta có thể trở thành học sau đại học và có thể trở thành nghiên cứu sinh. Và đối với sư phạm ngữ văn thì không chỉ học ngữ văn không thôi, bởi vì chúng ta còn có một mã ngành nữa, đó chính là mã ngành văn học. Đối với ngành này thì chúng ta sẽ nghiên cứu chuyên sâu hơn so với cái ngành khác, đó chính rằng là chúng ta sẽ học về sư phạm, chủ yếu là về kỹ năng giảng dạy. Và đối với ngữ văn thì chắc chắn rồi, một cái loại hình về ngôn ngữ thì không chỉ trau dồi về kiến thức kỹ năng, thì bạn cũng biết đấy, khi mà học sư phạm thì chúng ta luôn luôn phải giao tiếp với học sinh, thì chắc chắn chúng ta sẽ được trau dồi thêm cái kỹ năng thuyết trình này, cũng như là những cái kỹ năng mềm để giao tiếp với những người xung quanh, thấu hiểu người ta hơn, đúng không? Đấy, mình đấy là những cái điều mà mình cảm thấy rằng là mình học được rất nhiều từ khi mà đi học sư phạm. Còn nữa thì đối với ngành sư phạm ngữ văn thì chúng ta sẽ có những cái mã ngành nổi bật như là khối C hoặc là khối D. Và ngoài ra thì các bạn cũng biết rằng là mới gần đây thôi, trường mới tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực. Và cái đánh giá năng lực môn ngữ văn thì cũng là một trong những cái điều mà thí sinh khá là quan tâm. Thì đây chính là cái phần về loại hình về văn học. Và đối với một số cái chuyên ngành nổi bật của ngành sư phạm ngữ văn thì các bạn có thể, ngoài ví dụ như ngôn ngữ, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm một số các loại hình khác, ví dụ như kiểu là các bạn có được thể tham khảo thêm văn học nước ngoài cũng như là Hán Nôm. Đấy là những cái điều mà mình trải nghiệm khi mà học sư phạm ngữ văn, thì cũng giống như khoa bạn thôi, đến năm 3 và năm 4 thì chúng mình sẽ được đi kiến tập và thực tập sư phạm, được tiếp xúc nhiều hơn với học sinh cũng như là được trau dồi về nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm của mình. Và ngoài ra đối với ngành sư phạm ngữ văn thì các bạn có một cái đặc điểm rất là nổi của khoa, đó chính là dù là ngôi trường được miễn giảm học phí nhưng mà tất cả những cái dịch vụ của tất cả những cái sự quan tâm chăm sóc của giảng viên đối với sinh viên là rất lớn. Ví dụ như ngay từ năm nhất khi mà bọn mình vừa vào thì bọn mình đã được đi tham quan với các loại hình như văn hóa dân gian ở Bắc Ninh. Và ngoài ra cuối năm 3 hoặc là đầu năm 4 thì chúng mình sẽ có chuyến đi 6 ngày 5 đêm đến miền Trung. Đấy là cái sự tham quan và trải nghiệm của mình. Đó là về môi trường của mình, đó là ngành sư phạm ngữ văn, cũng là môn mà ngày hôm nay chúng ta live stream. Không biết là các bạn có thắc mắc gì về ngành sư phạm ngữ văn cũng như là về môi trường đại học sư phạm Hà Nội hay không, thì các bạn cố gắng để lại comment và mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả nhé. Ok, rất là kỹ luôn, từ trường tới ngành tới khoa luôn. Nói chung là
chị Ánh và chị Thủy đã review rất là kỹ rồi. Và nếu mà các bạn có câu hỏi gì liên quan tới trường này cũng như là hai ngành, hai khoa của các chị thì mọi người có thể đặt ra câu hỏi nha. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với một ngôi trường nữa, cũng là một cặp đôi review luôn. Thì xin giới thiệu bạn Huyền này và chị Liên là đến từ trường Học viện Ngoại giao. Hello, xin chào các bạn nha. Chúng mình là Hương Liên và Khánh Huyền đến từ Học viện Ngoại giao với một cái slogan cũng khá là chắc cũng khá được khá nhiều bạn biết đến. Huyền có thể cùng chị hô vang cái slogan đấy được không? Slogan 1 hay 2 ạ chị? Cả 2 đi. Hai đi. 1 2 3. Năng động. Lại lại nha. Năng động, sáng tạo, tầm nhìn, học để phục sự và dẫn đầu. DAV among the best. Vâng, đó là ngôi trường của chúng mình là DAV. Học viện Ngoại giao thì được tọa lạc tại con phố Chùa Láng, bên cạnh một bờ hồ quan hệ rất là xanh mát. Thì ngôi trường của chúng mình cũng khá là nhỏ xinh thôi, nhưng lại là có thể coi như là cái nôi của rất nhiều nhân vật quan trọng trong những cái hoạt động đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam. Học viện Ngoại giao thì cũng đến nay cũng có khoảng đào tạo được khoảng 51 khóa sinh viên rồi. Và một cái điều mà chúng mình rất là ấn tượng và có thể là sẽ nhớ mãi về Học viện Ngoại giao, đó là bất kỳ một cái điều gì về trường của chúng mình thì đều sẽ có một cái sự liên quan tới chính trị và ngoại giao, kể cả từ cơ sở vật chất cho tới những cái hoạt động giảng dạy hay là những cái bài tập của chúng mình thì đều khá là gắn với những cái hoạt động này. Nếu là một sinh viên ngoại giao thì các bạn sẽ dễ thấy là những cái phòng học hay là những cái khuôn viên trong học viện đều có những cái tên rất là quốc tế. Ví dụ như là sinh viên Học viện Ngoại giao có thể là sáng thì đi phòng Berlin dự tọa đàm, trưa thì qua Geneva xem hội thảo, xong rồi chiều mình lại đi dạo quảng trường ASEAN. Đấy các bạn ạ, những cái tên nghe rất là quốc tế đúng không? Thì đó là cái đặc trưng của Học viện Ngoại giao. Đến với thầy cô thì chúng mình cũng sẽ được có một cái đội ngũ giảng viên rất là chuyên nghiệp, bởi vì các thầy cô thì hầu hết đều từng công tác trong Bộ Ngoại giao, và có nhiều thầy cô còn là đại sứ, đã từng có những cái nhiệm kỳ ở những cái quốc gia trên khắp thế giới. Vì vậy nên là được học tập trong một cái môi trường với những cái con người đã được đi nhiều như vậy, có những cái tư duy rất là đổi mới, nên là chúng mình cảm thấy rất là tự hào. Đấy là bản thân mình, và chắc là Huyền cũng sẽ cảm thấy như vậy đúng không? Dạ vâng. Chị Liên vừa rồi cũng có nói về cái việc là các địa điểm, các phòng học của ngoại giao thì sẽ được đặt tên rất là quốc tế. Và mình được biết rằng là mục đích của cái việc này là bởi vì Học viện Ngoại giao mong muốn ngoại giao sẽ trở thành một Liên Hợp Quốc thu nhỏ, mà ở nơi đó thì các bạn sinh viên ngoại giao sẽ thỏa sức sáng tạo với những cái gọi là những cái kiến thức mà mình học được và được áp dụng thực tế vào luôn. Và việc mà đặt tên như thế thì sẽ tạo cho các bạn cảm giác như là các bạn sẽ đang ở trong một cái môi trường quốc tế thực sự. Và đối với Học viện Ngoại giao thì cái ngành của mình là ngành luật quốc tế. Thì bình thường các bạn sẽ biết đến ngành luật quốc tế với chỉ một chuyên ngành là luật quốc tế thôi. Tuy nhiên là vào năm ngoái khi mà mình vào trường đại học thì ngành luật quốc tế đã có thêm một ngành nữa, đó chính là ngành luật thương mại quốc tế. Hai ngành này thì nghe có vẻ khá là giống nhau bởi vì đều có luật và đều có quốc tế. Tuy nhiên là ngành luật quốc tế và ngành luật thương mại quốc tế sẽ có những cái điểm khác nhau như sau. Đầu tiên là về luật quốc tế. Luật quốc tế thì các bạn sẽ được tìm hiểu về các luật liên quan đến quốc tế như là luật nhân đạo quốc tế này, luật biển quốc tế này. Tuy nhiên thì đối với luật thương mại quốc tế thì các bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các ngành luật liên quan đến thương mại và các hiệp định đầu tư trên quốc tế và các hiệp định đa phương, song phương. Đó thì đó là cái nét cơ bản khác nhau của hai ngành luật này. Và để mà nói về các thầy cô của khoa luật quốc tế thì mình siêu siêu tự hào luôn, bởi vì các thầy cô đều là những người rất là có kinh nghiệm trong ngành luật, và các thầy cô đều có một cái chỗ đứng nhất định đối với ngành luật ở trên toàn thế giới luôn. Giống như là trong học phần luật biển quốc tế, mình được học cô Lan Anh, thì cô là một trong những người mà có rất nhiều đóng góp và cống hiến cho cái sự phát triển của ngành luật Việt Nam nói riêng và luật quốc tế nói chung. Thì tại Học viện Ngoại giao thì ngoài thầy cô là những người có nhiều kinh nghiệm, là những người đã không chỉ có kinh nghiệm trong cái ngành luật của mình hay là cái chuyên ngành riêng của mình mà còn có kinh nghiệm trong ngoại giao, thì các bạn học sinh, các bạn sinh viên mà cùng môi trường của mình đều là những cái người rất là tài giỏi.
các bạn hay có một cái gì nhỉ, người ta gọi là định kiến đúng không? Ừ, đúng rồi, có một cái suy nghĩ khi mà nghĩ về sinh viên ngoại giao đó là COCC đúng không? Yes. Nhưng mà COCC của chúng mình là những con ong chăm chỉ, bởi vì khi mà các bạn đi từ ngoài cổng vào trong trường ấy thì sẽ không khó để các bạn bắt gặp được những bạn sinh viên đang chạy deadline. Thậm chí là khi mà sảnh D của chúng mình vào 7 giờ tối đã đóng, đã tắt đèn hết rồi, nhưng mà các bạn ấy sẽ vẫn bật flash lên để chạy deadline, chạy deadline với nhau. Chị cũng từng có ký ức chạy deadline sảnh D, đấy là bọn chị đã duyệt thuyết trình đến 10 giờ tối, bác bảo vệ phải vào đuổi bọn chị ra khỏi cái sảnh D đấy. Huyền cũng vừa chia sẻ là những cái điều mà ngoại giao đem lại cho bọn mình. Mình cũng may mắn là trong chương trình cũng được tìm hiểu một số môn về luật quốc tế, và cái điều hay mà chúng mình được học không chỉ ở những cái môn luật đó, là về những cái quy tắc ứng xử mà các quốc gia đã đặt ra với nhau, hay là những cái cơ chế vận hành của các cái tổ chức quốc tế, mà chúng mình còn hiểu hơn là ngoài cái cuộc sống thực tiễn hàng ngày của mình ra, ngoài cái việc mình tập trung vào cơm áo gạo tiền hay là học bài ấy, thì bên ngoài thế giới kia vẫn còn rất nhiều sự việc đang diễn ra đúng không? Chúng mình sẽ học ngoại giao thì chúng mình sẽ có một cái sự gọi là nhạy cảm nhất định về những cái sự kiện đang diễn ra trên toàn thế giới, như là những cái cuộc xung đột này, như là những cái khủng hoảng nhân đạo này. Đó thì mình cảm giác quan điểm cá nhân của mình ấy, là khi học ngoại giao chúng mình có một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái gì đang xảy ra trên cái hành tinh này, nơi mà chúng mình đang sống. Mình nghĩ là Huyền chắc chắn cũng sẽ có một cái cảm nhận như vậy. Và giống như Huyền cũng vừa chia sẻ là sinh viên ngoại giao rất là năng động. Các bạn không chỉ biết nhiều về thế giới, các bạn cũng rất là năng nổ trong cuộc sống thường ngày của mình. Và cũng thực ra rất là xuất sắc và chăm chỉ nữa. Nên là mình khi ở trong môi trường như vậy thì mình cũng tự nhủ là mình phải cố gắng hơn. Và mình cũng được các bạn gọi là truyền động lực và giúp đỡ rất nhiều trong việc học tập. Nên là mình cũng cảm thấy rất là may mắn. Không biết là Huyền có bổ sung gì cho chị không? Thì cũng giống như các trường đại học khác thôi. Deadline của DAV cũng rất là căng thẳng. Và DAV còn có một tên gọi khác là Deadline Academy Việt Nam. Thì như cái tên gọi DAV Deadline đó thì thường Học viện Ngoại giao sẽ có những cái gọi là những cái deadline đến không báo trước. Cái chết không báo trước các bạn ạ. Đúng rồi, đó là cái cụm từ rất là đặc trưng khi mà nhắc đến DAV. Tuy nhiên là các bạn ơi, cái điều này mình nghĩ là nó sẽ là một cái điều rất là cần thiết đối với bọn mình trong tương lai thôi, bởi vì khi mà chúng ta ra được một cái môi trường lớn hơn thì chúng ta sẽ không thể biết được là phía trước chúng ta sẽ là có những cái thử thách khó khăn gì. Thì các thầy cô, các bạn cứ nghĩ là deadline nó đến với mình thì mình sẽ đón nhận đi, chứ đừng suy nghĩ là tại sao tôi phải nhận cái deadline này, bởi vì cái việc này sẽ giúp cho chúng mình rèn luyện được cái khả năng xử lý tình huống. Và ở ngoại giao có một cái môn rất là đặc trưng, đấy là công tác ngoại giao. Đúng rồi. Mình chưa được học nhưng mà chị Liên được học rồi, thì không biết là chị Liên có cảm nhận gì về cái môn đặc trưng này? Công tác ngoại giao thì chắc chắn là một trong những cái môn đặc trưng nhất của Học viện Ngoại giao. Ở cái môn này thì chúng mình sẽ học được những cái quy tắc xử sự, những cái bộ quy tắc lễ tân ích khi mà hai nước có cái sự giao thiệp với nhau, về gặp gỡ, có những hội nghị hay là tọa đàm với nhau, hay là vấn đề đàm phán nữa, thì chúng mình đều có những quy tắc rất là thú vị, như là bắt tay ra sao này, quy tắc đặt giao nghĩa, sử dụng giao nghĩa, hay là những cái phiên đàm phán sẽ được diễn ra như thế nào, thì các bạn sẽ đều được học ở trong môn công tác ngoại giao. Ngoài ra thì chúng mình cũng sẽ học thêm là những cái quy tắc khá là thú vị, như là tặng quà ra sao thì phù hợp, làm sao để có thể viết một cái thư mời, một cái công hàm chẳng hạn đó. Thì đây là những cái thứ rất là đặc trưng ở ngoại giao, và mình cũng cảm thấy rất là may mắn khi Huyền và mình đều sẽ được trải nghiệm những cái kiến thức khá là thú vị như vậy. Đúng rồi, ở ngoại giao các bạn không chỉ học các môn liên quan đến chuyên ngành của riêng mình, mà các bạn còn sẽ được học các môn liên quan đến các chuyên ngành khác, đúng không? Ví dụ như là mình học luật quốc tế, nhưng mà mình cũng sẽ học các môn ví dụ như là truyền thông quốc tế của khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại, và môn quan hệ kinh tế quốc tế. Đó, thì các bạn sẽ có được những cái kiến thức rất là đầy đủ và sẽ bổ trợ cho các bạn rất là nhiều. Vì chúng mình học không chỉ là để chỉ biết về cái ngành của mình thôi, mà sau này chúng mình sẽ có thể áp dụng cái kiến thức mà chúng mình được học trong trường vào những cái ngành học khác để có thể linh hoạt hơn và giúp chúng mình trở thành một người đa di năng hơn. Giống như là kiểu trở thành một công dân toàn cầu ấy, trong một cái quỷ nguyên gọi là toàn cầu hóa như thế này. Thì DAV đang cố gắng trang bị cho sinh viên những cái kiến thức và kỹ năng như vậy. Không biết là Huyền muốn chia sẻ gì thêm không? Không thì chúng mình có thể kết thúc cái phần review trường Học viện Ngoại giao ở đây. Chắc là mình sẽ có một cái nho nhỏ để nói với các bạn là
DIB bây giờ đã nâng hết tất cả các ngành, các khoa của trường lên chất lượng cao rồi. Thế nên là học phí cũng sẽ có một chút gọi là nhỉnh hơn, một chút đắt đỏ hơn. Tuy nhiên là mình tin rằng là cái số tiền mà các bạn bỏ ra khi mà các bạn học tại Học viện Ngoại giao nó sẽ xứng đáng với những gì mà các bạn nhận được. Và các bạn sẽ vô cùng tự hào khi mà các bạn trở thành một sinh viên ngoại giao giống như hai bọn mình đang ngồi đây. Ok, phần review rất là kỹ luôn, có cũng là hai người với lại cả hai ngành khác nhau đúng không? Nên là mọi người hoàn toàn có thể đặt ra câu hỏi về trường cũng như về ngành hay là bất kỳ những cái gì liên quan đến DAV để cho hai chị có thể trả lời nhé. Và cuối cùng thì sẽ là phần review của anh. Thì anh xin giới thiệu là anh là Toàn, anh đang học ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân và anh đang học ngành marketing của trường hệ chính quy. Thì một chút giới thiệu về trường thì anh sẽ đưa cho các bạn một vài từ khóa để xem các bạn có biết gì liên quan đến trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhé. Thì từ khóa đầu tiên chúng mình có là 68 năm lịch sử, từ khóa thứ hai là Stanford Phố Vọng và từ khóa thứ ba là Tòa nhà Thế kỷ. Thì đây là ba cái gọi là signature của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì giải thích về cái đầu tiên là 68 năm thì cái này cũng khá là hay, là bởi vì là trường trong năm nay thì mới chỉ đón đến K66 thôi. Nhưng mà trường đã có 68 năm rồi, tại vì là có 2 năm mà vào kháng chiến chống Mỹ là đã không có tổ chức giảng dạy do là giảng viên với lại là sinh viên phải đi kháng chiến. Thế nên là chính vì vậy là năm nay mới là K66, là nhiều người cứ lầm tưởng là mới có 66 năm thôi. Nhưng thực ra là 68 năm rồi. Còn Stanford Vô Vọng có vẻ là một cái từ khóa mà có nhiều bạn biết hơn đúng không? Tại vì rất là nhiều bạn hay kiểu trêu nhau ở trên mạng có cuộc chiến giữa NAU và FTU là Stanford Vô Vọng với lại cả Harvard Chiều Láng ấy. Thì để giải thích một chút về cái từ khóa này thì mình có là Phố Vọng với lại cả Chiều Láng đúng không? Thì đấy là cái hai cái địa chỉ của hai trường thôi. Còn hai cái từ Stanford với lại cả Harvard kia ấy, thì nó đã thể hiện được một cái cũng là một cái đặc điểm rất là thú vị của hai trường. Tại vì chủ yếu là trường của anh là Đại học Kinh tế Quốc dân thì nó sẽ thiên nhiều hơn về học thuật cũng như là về nghiên cứu. Tức là những cái kiến thức các bạn học thì hầu hết là sẽ là của những cái giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ soạn ra những cái sách rất là kỹ, và các bạn sẽ được học những cái kiến thức rất là hệ thống. Trong khi đấy thì ở FTU thì thường là các bạn sẽ được học những cái thứ mà nó liên quan đến thực chiến hay là giải thây giữa thứ hơn. Thì chính vì vậy nó tạo ra một cái sự khác nhau giữa hai trường, nên là mọi người thường hay chê về như thế. Còn cuối cùng là chính là Tòa nhà Thế kỷ, là một cái tòa nhà rất là to, rất là xịn ở NAU, mà nếu mà các bạn nào mà có dịp đến thăm rồi thì chắc là cũng thấy cái tòa nhà đấy rồi, rất là cao, rất là kiểu to ấy. Đó, thì đấy chính là ba cái từ khóa. Còn bây giờ anh sẽ review kỹ hơn về từng phần để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Ví dụ như là về có vẻ là các bạn sẽ quan tâm nhiều nhất đến việc giảng dạy trường. Thì về môn học thì anh thấy rất là thích cái cách chia của các cái môn trong trường. Thì đương nhiên là bạn nào mà học những cái trường kiểu khi mà mình lên đại học thì chắc chắn mình sẽ học những môn đại cương đúng không? Thì có một cái cảnh báo với các bạn trước là chắc chắn khi mà các bạn học NAU thì dù các bạn học những cái ngành mà trông có vẻ là không có toán như là ngôn ngữ Anh thì các bạn vẫn phải học toán, tức là bắt buộc là nó sẽ phải có môn toán trong đấy, và tất cả các khối các bạn thi vào NAU dù các bạn thi một phương thức gì nó cũng sẽ có môn toán đấy. Nên là bắt buộc khi mà các bạn vừa vào NAU các bạn phải có một cái tư duy tốt về cái môn toán để mình có thể là làm được những cái môn đại cương như là kiểu thống kê, toán kinh tế hay là kế toán. Nói chung là có rất là nhiều môn có chữ toán trong đấy, hay là những cái môn liên quan tài chính nữa thì cũng rất là nhiều số. Và còn sau đấy thì các bạn sẽ được học những cái môn liên quan đến ngành. Thì trước khi mà học ngành thì sẽ có cơ sở ngành là một cái để cho các bạn có thể là trước khi mà mình vào thì mình có một cái nền tảng. Và sau đó khi mà đến khi mà vào ngành rồi thì các bạn sẽ có những cái môn từ cơ bản cho tới môn chuyên sâu và tự chọn. Hiện tại là ở trong trường thì mình sẽ có một vài môn cơ bản đúng không? Sau đấy thì các bạn sẽ được học những cái môn mà tự chọn hơn, thì các bạn sẽ được lựa chọn những cái môn mà theo cái định hướng của mình. Thì cái chương trình học của NAU thì nó có vẻ nó sẽ rất là dễ để mà có thể là customize cái cách mà các bạn muốn học. Và tiếp theo đó chính là về cái cơ sở vật chất của trường á. Thì như anh vừa nói là có cái Tòa nhà Thế kỷ này, và cũng như là các bạn sẽ cũng có rất là nhiều những cái cơ sở vật chất khác ở trong trường. Và đặc biệt là tất cả các phòng của trường thì đều có là điều hòa máy trí rất là nhiều. Cũng như là trường thì cũng cung cấp cho các bạn rất là nhiều những cái cơ sở vật chất khác trong trường để mà các bạn có thể là gọi là học kỹ hơn ấy. Giống như kiểu là có những trường khác thì khá là rộng, như kiểu là mọi người thấy là Đại học Bách Khoa khá là rộng đúng không? Còn ở trường Kinh tế Quốc dân thì nó kiểu không quá rộng, không quá hẹp, nên là cái khoảng thời gian các bạn di chuyển nó cũng sẽ dễ dàng hơn ấy trong cái lúc mà mình đi. Thì đấy là một chút về cơ sở vật chất. Còn cuối cùng là về học phí thì học phí của anh là kiểu hiện tại với đại học chính quy thì sẽ là 600.000 một tín, còn sau đấy thì còn những cái hệ khác thì nó có thể cao đến tầm 2 đến 3 lần.
thì các bạn có thể là xem xét cái mức học phí đó. Thì đấy là tất cả những cái gì mà anh muốn review về trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì trong 4 trường ở đây, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt thêm cho anh chị vào cái khoảng thời gian mà mình nghỉ nha. Hẹn gặp lại các bạn vào trong 10 phút sau với phần tiếp theo của Live 24 giờ nhé. Bye bye.